Em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ nói về cái thời tiết, chủ đề hôm qua thì nhiều anh em có đăng lên đấy thì có vải cháy rồi. Đây là vải thiều muộn nhà em nhé. Đây, như cây này thì nó vẫn còn sai này. 1, 2, 3, 4, 5. Cành này nó vẫn được 10 quả. 10 quả nhưng cành này, quả này sẽ rụng này. Quả này kiểu gì sau này sẽ rụng. Đây, như hôm qua anh em có đăng lên là bị cháy này. Thì em hôm nay em lên thăm vườn ấy thì cũng không thấy bị cháy đâu. Đây là vải muộn nhá. Thanh Hà thì em vừa nãy em cũng lướt qua rồi, không có cháy. Thì mấy bác có đăng lên bị cháy ấy, em nghĩ là các bác ấy phun thuốc là cũng kiểu như là em hôm kia là em phun, có thể là nó phun nó gần với cái đợt nắng nóng này, nó vẫn còn tàn dư thuốc ở đây, nó nóng nó sẽ cháy đấy. Nếu mà phun thuốc sâu ấy, nó vẫn có độ nóng nhé cả nhà nhé, độ nóng ấy. Đợt này nó lại phân phân quả vào cùi này. Đấy, những cái quả này nó sẽ rụng, cái quả nó nhìn nó bé hơn cả nhà nhé, nhìn những cái quả bé hơn là sờ vào cái là rụng đấy, nó vừa rụng vừa lớn nhá. Đấy, nhìn nó thưa thưa rồi nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều. Tường này 1, 2, 3, 4, còn 8 quả này. Quả này sẽ rụng này. Bé hơn sẽ rụng nhá. Đấy, về cái cháy ấy thì hôm qua đúng là cháy, hôm qua đúng là nắng, cái độ đây là cháy các loại vải như là vải vải u này, vải u có thể là cháy đấy. Nhưng mà Thanh Hà thì chắc chưa. Thanh Hà nó còn độ cùi của nó vào chưa được như một số bác có vải u ấy, vải u nó vào gần tròn này, tròn gọi là gần chuẩn bị trắng rồi. Đấy, tức độ đường của nó chắc là chưa có, nhưng mà nó đã vào cùi như thế là như với nắng hôm qua là cũng rất khủng khiếp rồi cả nhà. Có chỗ nó lên đến 40 độ rồi. Hôm qua thật sự nắng. Nhưng mà tầm này thì như ở chỗ em ấy, nó trên điện thoại báo là có rơi vào khoảng độ tầm 29-30 độ thôi. Nhưng mà như tầm này vẫn rất oi nhá cả nhà nhá. Oi lắm, em cảm thấy rất oi bức. Buổi sáng sớm mà mồ hôi đã nó toát chảy ròng ròng rồi. Đấy. Nó hôm nay vẫn rất oi. Chắc là báo là đêm nay, rạng sáng mai chắc là mưa mới tới. Đấy cả nhà. Đây, cây chằm nó lên lộc, em chưa có thời gian tỉa. Mấy hôm em bận quá. Đi bận nhiều việc. Đấy, tỉa đi mới thấy quả nhá. Cả nhà nhá. Thì mình cứ xem theo điện thoại đi. Những hôm nào mà nó nắng nóng trên 35 độ, 34 độ đổ lên thì cả nhà không nên phun thuốc sâu vào buổi sáng nhé. Em khuyên cả nhà là nên phun vào buổi chiều. Nếu mà cái mùa này nó nắng nóng trên 34, 35 độ thì mình không nên phun buổi sáng nữa. Mình nên phun vào buổi chiều đi. Phun vào buổi chiều nó rơi vào khoảng tầm 4 giờ phun. 3 giờ nó vẫn còn rất nóng nha cả nhà nhá. Đấy. Thuốc nào thì thuốc nhưng mà nó vẫn có cái độ nóng của thuốc nhá. Nóng ít hay nóng nhiều thôi. Riêng thuốc sâu thì các bác cứ để cái lọ thuốc sâu mà như hôm qua ở trong nắng ấy thì chỉ cần để lọ thuốc sâu ở đấy là hôm qua nó khắc nổ rồi. Lọ thuốc sâu nó khắc nổ nè. Lọ thuốc sâu nó có rất nóng rất cao. Không phải không nóng đâu. Nha cả nhà nhá. Đấy, mình khuyên anh em là hạn chế là phun vào cái thời điểm đấy.
không nên phun vào thời điểm mà lúc sáng sớm ấy, thì đến lúc trưa nó nóng là gây cháy quả đấy nha cả nhà nhé. Đấy thì em cũng lên thăm vườn mà cũng chưa thấy hiện tượng là cháy đâu. Đấy, vải muộn cả nhà nhé, chưa thấy hiện tượng là cháy. Thì thanh hà thì em cũng thăm rồi, chưa thấy hiện tượng cháy. Như nhiều bác hôm qua đăng là vải u cháy là em tin, vải thanh hà là chắc cháy chỉ do thuốc thôi, chứ còn vải thanh hà cháy thì nó vải thanh hà cùi nó chưa đậy. Hôm qua là tức độ nắng là cũng khủng khiếp rồi đấy, rất là khủng khiếp luôn hôm qua nắng này. Đấy em cũng khuyên cả nhà nên lắp bếp hệ thống, như video đợt trước là em cũng hướng dẫn cả nhà lắp bếp rồi đấy. Đấy, cả nhà nên chủ động đi, chủ động lắp bếp đi, không là nó chỉ vải này, vải của mình này này, nó vào cùi một cái là mình không có hệ thống, là nó như hôm qua mà nó nắng chỉ cần là 3 ngày như hôm qua là vụ vải của mình coi như bỏ nhá cả nhà nhá, chằm mất bao công sức mà cả nhà lại tiếc lắp hệ thống như em. Em lắp rất đơn giản, em lắp nó rơi vào nếu mà tính nó trên 400 cây, hơn 400 cây, hai vườn nó chỉ rơi vào khoảng 30 cái đầu bếp kia thôi đấy, như cái video hôm nọ em cũng hướng dẫn rồi. Thì cứ so đi bù lại tính mỗi đầu bếp là chỉ 100.000, 30 cái đầu kia là cứ 3 triệu, thì em còn dùng hai máy nhá, một máy ký mốt, một máy 7 năm lại ngắn ngắn kia, thì hai cái máy thì nó cũng rơi vào khoảng, mình cứ tính 3 triệu đi, hai cái là 6 triệu cộng thêm 3 triệu thì là 9 triệu. Vòi thì cứ giỏi lắm là mình cứ cho hết khoảng tầm 4-5 triệu nữa đi, nó cũng chỉ rơi vào 10 mấy triệu, 20 quay đầu thôi, nhưng mà nó được mình được bao nhiêu năm dùng cái đấy, nó rất ok đấy. Nếu mà các bác không biết lắp thì các bác lắp cầu kỳ, nó phải cả hai cái vườn nó hơn gần 400 mấy cây, các bác lắp nó phải mất 40-50 triệu chứ ít à. Đấy nha cả nhà nhá. Nhưng cái bếp của em lắp ấy thì nó ở ngoài Bắc có nhá, không phải là không có đâu, mấy bác bảo là ở trong miền Nam mới có, ở ngoài Bắc cũng có nhá. Tới như cái vườn của em này em cũng lắp hết, vòi lắp hết đây này. Như cái vườn của em này nó thường thường này này, nó đi được xa lắm, từ trên xuống này nó phải đi được khoảng là tầm 20 mét cơ đấy, độ văng của nó. À đây rồi, đây rồi, đây đấy cả nhà xem này. Đấy hôm qua nó nắng cháy đây, thấy chưa, đây là vải muộn nha, vải thiều muộn nha, nó cháy lá rồi nhé này. Đây, quả nó còn bé này, em nghĩ là nó không có lượng đường là nó không cháy được. Đấy, nó cháy lá rồi đấy. Đấy, một hôm thôi, nếu mà hôm nay mà nó nắng như hôm qua mà 38-40 độ kiểu như hôm qua, là hôm nay một ngày mà ngày mai một ngày nữa thì nguy cơ là cái lá này cháy hết đấy cả nhà, không đùa đâu. Quả nó có thể là không cháy, nhưng mà có thể là cái lá này là cháy đấy. Cái lá này nó mỏng hơn này, nó hấp thụ diệp lục nó không chuẩn, không được, bởi vì nó cái độ ti cực tím của mặt trời nó rất cao là nó gây cháy ngay. Đấy, đấy em thấy hiện tượng là nó cháy rồi đấy, nắng có mỗi một hôm thôi. Đấy, cháy lá này, cháy nhá cả nhà nhá, không đùa đâu, cháy thật đấy. Đây, cháy thật đấy cả nhà. Đây, hiện tượng cháy. Đấy, em khuyên cả nhà nên lắp bếp đi, lắp bếp để mình đợt này nó mấy hôm nữa là nó báo mưa rồi, nhưng mà mình chủ động lắp đi, nó còn nhiều đợt nắng nữa, nó không phải là như mỗi đợt hôm qua đâu. Đấy, mình lắp đi để cho nó khi nào mình
thấy nắng một cái là bắt đầu là mình chỉ việc tắm bếp thôi, chủ động đi. Đấy, em cũng làm hệ thống đâu vào đây hết rồi nha cả nhà nha. Đây em khuyên cả nhà nên lắp đi, không là nó nắng to một cái là bỏ cả vụ vải đấy. Vải tầm này chăm đến thế này rồi thì nhìn thấy đẹp thế này rồi, mình mà mình không 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 lắp bếp đến lúc thì nó cháy đi, cháy cả vụ đấy, tiếc lắm. Không biết là năm 2017, 2018 gì đấy, có một năm là cháy hết. Lúc đấy là em cũng chưa lắp được cái hệ thống này này. Đấy, mấy năm đấy thì em tích cực là em cũng lấy cái lưới đen cả nhà nhá, lấy cái lưới đen về làm, nhưng mà không ăn thua cả nhà. Lấy cái lưới đen về răng ở trên cái cây vải ấy. Không được, cái cây vải mình to này này, cây vải to này thì cái bác bảo răng thế nào được hết. Đấy, cả cái vườn như thế này thì nó to thế này thì răng thế nào được hết nhá cả nhà nhá. Làm rất khó, không răng được đâu. Lắp bếp là chuẩn nhất. Đấy, năm ngoái là em lắp được, thấy một năm là em thấy ok lắm rồi. Nó lắp như thế quá ok, mình thoải mái. Như vườn này tưới được 5 cái bếp thì nó được tỷ lệ nó được khoảng 5 cái bếp nó được khoảng 5 sào rồi, thoải mái cả nhà nhá. Thì nó rơi vào lắp được 5 cái bếp nó phải tương đương với được khoảng độ tầm đâu. Nó phải được khoảng độ tầm 6 70 cây vải đấy. Đấy, có lại cây vải to này này. Được 6 70 cây đấy. Là một đợt tưới đấy cả nhà nhá. 6 70 cây ấy. Đấy, các bác xem này. Em làm cái gốc sạch này. Đấy, cỏ nhà em ở đây là vẫn xanh tốt nhá. Đấy. Các bác em khuyên các bác làm vườn đấy. Đấy, phải để cái cỏ ở ngoài cái rìa này này. Đấy, làm để cái cỏ rìa này nó lên thế này thì nó hạn chế nó cái đất, như cái đất của mình, cái đất trống này này. Cái đất trống ở ngoài này nó sẽ bốc, nó nắng xuống thì nó cái chỗ đá này nó bốc lên nó sẽ rất nóng nhá cả nhà nhá. Đấy, em chỉ làm sạch cái gốc này thôi. Đấy, em khuyên cả nhà làm như kiểu của em này. Bởi vì mấy năm trước là em bị cháy ấy, em rút kinh nghiệm ấy, thì là em để cái cỏ như thế này này. Đấy, để cái cỏ mượt như thế này này. Có sau này nó lên cao ấy, cả nhà phát nhá. Em khuyên cả nhà thì lấy cước thì văng đi thôi, văng văng đi thôi, vẫn để cái cỏ nhá, đừng có phát sạch lắm. Đấy, em để như vậy chứ nhiều bác nó vào nó vườn, hai vợ chồng ở nhà mà để cái vườn rộng mồ. Đấy, không phải đâu cả nhà nhá, để thế này là rất ok đấy. Đấy, chứ không phải mình lười mình để cái vườn rộng đâu. Đấy, nhiều bác là em thấy cái vườn làm phun thuốc cỏ sạch bóng, đến lúc là nắng như thế là vào trong vườn nóng lắm. Như của em nó vào ở trong ấy, nó bình thường. Đấy, nó vẫn có độ ẩm của nó đó. Đấy, mình mà test được nước nó thì ok. Nó rất rất mát, ở trong nhìn nó rất mát nhé. Đấy, vào trong tán này. Rồi hôm nay em lên làm video em cũng khuyên cả nhà như vậy thôi. Cả nhà nên lắp bếp đi. Đấy. Bác nào vào xem sau thì đăng ký kênh nhá, ủng hộ em thì em rất chia cảm ơn. Thì bác nào mà xem đã đăng ký rồi và xem ấy thì các bác ấn like cho em. Nhấn chuông để nhận những cái thông báo video từ em. Rồi em chào cả nhà nhá.